Hôm qua tôi vừa bị bạn trai đá. Việc cần làm bây giờ là tôi phải bước ra ngoài và phải thật là xinh đẹp. Biết đâu có một tâm hồn nào đó đang chờ đợi tôi ở ngoài kia thì sao? Ê! Cái đừng vậy? Có nói là anh như vậy nha. Ơi bậy bạ, anh hẳn băng nha. Không có tên trong di chúc đâu nha. Nếu chưa đưa cháu dâu về cho tôi, anh dắt em đi ăn phở. Thay vì anh ăn một tô thì em ăn một tô đi. Em ăn hai tô, em bắt anh trả tiền ba tô. Anh cũng không hề tính toán gì với em hết. Mày đi ăn lẩu dê em bắt anh trả 70 ngàn. Nên mình chia tay đi. Nếu bạn tin vào duyên phận, đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ có ai đó đang chờ bạn ngoài kia. Đen thôi, đỏ quên đi.